Tại nhà hát Crocus City Hall đã thừa nhận hành vi phạm tội khi trình diện trước tòa án ở thủ đô Moscow. Theo Interfax, các phiên làm việc của tòa án Moscow xung quanh vụ tấn công đều diễn ra bí mật. Ngoài hai nghi phạm nêu trên, tòa án Nga chấp thuận yêu cầu của cơ quan điều tra về việc tạm giam hai nghi phạm chính khác đã bị bắt giữ là Samsidin Fariduni và Muhammad Sobhi Fayyop. Fariduni và Fayyop đều khai chúng mang quốc tịch Tajikistan, trong đó Fayyop nói rằng Hắn từng đăng ký sinh sống ở vùng Ivanovo của Nga, làm thợ cắt tóc, còn Fariduni từng làm công nhân tại một nhà máy ở vùng Krasnogorsk trước khi vụ tấn công xảy ra. Tuy nhiên, Fayzop bị thương được đưa thẳng từ bệnh viện đến tòa án. Fayzop mặc quần áo bệnh viện, ngồi trên xe lăn, mắt nhắm trong suốt phiên tòa, nói rất khó khăn và phải có sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Xét những tình tiết này, người bào chữa đề nghị áp dụng biện pháp hạn chế không liên quan đến việc giam giữ. Trước đó, Sputnik dẫn nguồn tin cho biết một trong các nghi phạm khai đã được thuê với thủ lao 1 triệu rúp để thực hiện vụ tấn công ở nhà hát Krokus City, ngoại ô thủ đô Moscow tối 22 tháng 3. Trong khi đó, một nghi phạm khai chỉ được trả 500.000 rúp và bên thuê đã thanh toán trước 250.000 rúp. Nghi phạm Fariduni khai đã nghe bài giảng của một nhà thuyết giáo trên Telegram một thời gian trước khi những kẻ chủ mưu tiếp cận và thỏa thuận phi vụ cách đây một tháng. Nghi phạm đã liên hệ qua Telegram với một người không rõ danh tính và sau đó được cung cấp vũ khí nghi phạm quyết định nhận hợp đồng thực hiện vụ tấn công sau khi vi phạm vụ tấn công Moscow tiết lộ về nhân vật bí ẩn đứng sau giật dây. Một tuần Ukraine hứng 330 tên lửa UAV, 700 quả bom dẫn đường. Ukraine khai hỏa tên lửa, tấn công dồn dập vào căn cứ hạm đội biển đen của Nga. Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza. Quốc tế quan ngại nhiều bước đi mới của Israel. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Interfax mới đây cho biết, hai công dân Tajikistan là Murodali Rachabalizoda và Dallezon Mizoef bị bắt giữ với cáo buộc trực tiếp tham gia vụ tấn công kinh hoàng tại nhà hát Crocus City Hall đã thừa nhận hành vi phạm tội khi trình diện trước tòa án ở thủ đô Moscow. Theo Interfax, các phiên làm việc của tòa án Moscow xung quanh vụ tấn công đều diễn ra bí mật ngoài hai nghi phạm nêu trên tòa án nga chấp thuận yêu cầu của cơ quan điều tra về việc tạm giam hai nghi phạm chính khác đã bị bắt giữ là samsidin fariduni và muhammad sobi fajop fariduni và fajop đều khai chúng mang quốc tịch tajikistan trong đó fajop nói rằng hắn từng đăng ký sinh sống ở vùng ivanovo của nga làm thợ cắt tóc còn fariduni từng làm công nhân tại một nhà máy ở vùng krasnogorsk trước khi vụ tấn công xảy ra tuy nhiên fajop bị thương được đưa thẳng từ bệnh viện đến tòa án phải giúp mặc quần áo bệnh viện, ngồi trên xe lăn, mắt nhắm trong suốt phiên tòa, nói rất khó khăn và phải có sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Xét những tình tiết này, người bào chữa đề nghị áp dụng biện pháp hạn chế không liên quan đến việc giam giữ. Trước đó, Sputnik dẫn nguồn tin cho biết một trong các nghi phạm khai đã được thuê với thủ lao 1 triệu rúp để thực hiện vụ tấn công ở nhà hát Krokus City, ngoại ô thủ đô Moscow tối 22 tháng 3. Trong khi đó, một nghi phạm khai chỉ được trả 500.000 rúp và bên thuê đã thanh toán trước 250.000 rúp nghi phạm Fariduni khai đã nghe bài giảng của một nhà thuyết giáo trên Telegram một thời gian trước khi những kẻ chủ mưu tiếp cận và thỏa thuận phi vụ cách đây một tháng. Nghi phạm đã liên hệ qua Telegram với một người không rõ danh tính và sau đó được cung cấp vũ khí. Nghi phạm quyết định nhận hợp đồng thực hiện vụ tấn công sau khi trao đổi với trợ lý của người giấu danh tính kia. Nghi phạm này cho biết y từ Thổ Nhĩ Kỳ bay đến Nga hôm 4 tháng 3. Y cho biết bên thuê gửi thông tin địa điểm tấn công và nói rõ nhóm có thể tấn công bất, bất cứ ai ở đó hiện Nga vẫn tiếp tục điều tra vụ việc. Trong khi đó, theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Watson cho biết, Mỹ đã nhận được tin tình báo cho thấy nhóm 4 người hành động theo sự chỉ đạo của IS và phía IS chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ tấn công, không có sự liên can với Ukraine. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova bác bỏ thông tin trên từ Mỹ. Bà Zakharova nhấn mạnh, cho đến khi cuộc điều tra vụ tấn công ở Crocus City Hall kết thúc, Bất kỳ cụm từ nào được Washington sử dụng để minh oan cho Kiev đều có thể được xem là bằng chứng trước tòa. Sau vụ tấn công kinh hoàng ở Nga vừa qua, đại sứ Mỹ tại Iraq Alina Romanovsky nói với Reuters rằng IS vẫn gây ra mối đe dọa ở Iraq. Hiện Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu hợp tác với Iraq nhằm đánh bại hoàn toàn nhóm này vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bà Alina Romanovsky nhấn mạnh mối đe dọa cho is gây ra ở đây dù đã giảm đi rất nhiều nhưng công việc của họ về cơ bản vẫn chưa hoàn thành và mỹ muốn đảm bảo rằng các lực lượng iraq có thể tiếp tục đánh bại is bà cho biết vụ tấn công vừa qua ở nga đã nhắc nhở tất cả rằng is là kẻ thù khủng bố chung cần phải bị đánh bại ở khắp mọi nơi đồng thời bà cho rằng thời điểm nhiệm vụ của liên minh do mỹ dẫn đầu kết thúc sẽ phụ thuộc vào khả năng của lực lượng an ninh iraq môi trường hoạt động và mối đe dọa do is gây ra bên cạnh đó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người phát ngôn của NATO cực lực lên án vụ tấn công kinh hoàng ở Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Mỹ cực lực lên án cuộc tấn công do các phần tử vũ trang thực hiện gần thủ đô Moscow của Nga, khiến nhiều người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trước đó, người phát ngôn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Farah đã lên án vụ tấn công khủng bố này, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình họ tổng thống pháp emmanuel macron cũng cho biết paris chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công trên và bày tỏ tình đoàn kết với người dân nga trong một diễn biến liên quan đại sứ nga tại washington anatoly antonov cho rằng mỹ đã chấm dứt hợp tác khủng bố với moscow theo đài rt của nga tuyên bố của ông antonov được đưa ra ngay sau khi vụ tấn công khủng bố xảy ra ở nga đài ria novosti dẫn lời ông antonov nói tôi luôn nhắc nhở người mỹ rằng tổng thống vladimir putin là người đầu tiên chia tay ra giúp đỡ người mỹ và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ vào năm 2001 khi đề cập đến vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông lưu ý một số vấn đề trong sự hợp tác này đã thành công, nhưng giờ đây tất cả đã bị hủy hoại mà không phải do lỗi của chúng tôi. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng công việc chung trong lĩnh vực hợp tác chống khủng bố là một trong những khía cạnh quan trọng của quan hệ đối tác giữa hai nước. Tuy nhiên, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Antonov khẳng định các vụ tấn công khủng bố và xung đột sẽ không buộc Nga thay đổi đường hướng và chính sách đối ngoại. Ông nhấn mạnh, tôi muốn nói rằng không có sự thay đổi nào trong chính sách đối ngoại và đường lối của Tổng thống Vladimir Putin, đặc biệt là sau cuộc bầu cử. Những cuộc tấn công khủng bố như vậy sẽ không buộc chúng ta thay đổi đường lối, hướng đi và chúng ta sẽ tiếp tục công việc của mình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong phát biểu tối ngày 24 tháng 3 đề cập đến hoạt động không kích tăng cường gần đây của Nga và lãnh thổ nước này. Tôi muốn cảm ơn lực lượng phòng không, không quân, các tổ hỏa lực cơ động, các chuyên gia tác chiến điện tử vì đã bắn hạ nhiều tên lửa máy bay không người lái UAV của đối phương. Ông cho hay lực lượng phòng không Ukraine vẫn cần được củng cố năng lực từ các đối tác phương Tây, song họ đang nỗ lực đánh chặn một số tên lửa và phần lớn UAV xa hết của Nga. Theo đó, ông Zelensky cho biết lực lượng Nga đã sử dụng gần 190 tên lửa các loại và khoảng 140 UAV kiểu xa hết trong tuần qua họ cũng thả gần 700 quả bom dẫn đường. Cụ thể, trong ngày 22 tháng 3, Nga đã tiến hành đợt tập kích quy mô lớn đầu tiên vào thủ đô Kiev của Ukraine sau gần 2 tháng yên nắng. Không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng 88 tên lửa, trong đó có 7 quả đạn siêu vật âm Kiza và 63 UAV tự sát kiểu xa hết để tấn công hạ tầng năng lượng nước này. Cuộc tấn công khiến nhà máy thủy điện lớn nhất Ukraine ở Zaporizhia bị hư hại nặng và khoảng 1,5 triệu dân bị mất điện. Đến ngày 24 tháng 3, Nga tiếp tục phóng 29 tên lửa KH-101-555 và 28 UAV để tập kích hạ tầng quan trọng của Ukraine tại tỉnh Kiev và 7 khu vực khác. 43 trong số đó bị bắn hạ, theo phòng không nước này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, trụ sở ở Mỹ nhận định mục tiêu của Nga là đánh sập hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhân cơ hội đối phương đang thiếu hụt đạn dược và vũ khí phòng không. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Moscow dồn dập tập kích Ukraine trong thời gian qua nhằm trả đũa các vụ pháo kích và xâm nhập biên giới gần đây của đối phương. Ngoài việc tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này gần đây cũng đã thực hiện hàng loạt đòn tập kích vào căn cứ các lực lượng dân quân thân Ukraine nằm dọc biên giới hai nước. Hãng tin TASS của Nga dẫn thông cáo được Bộ Quốc phòng Nga công bố viết rằng các đơn vị thuộc quân khu phía Tây Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các điểm triển khai quân tạm thời, khu tập kết nhân sự và trang thiết bị của các nhóm trinh sát thân Ukraine nằm ở khu vực biên giới giáp tỉnh Bengorod. Trong những đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố sau đó, có thể thấy địa điểm trú ẩn của các nhóm dân quân thân Ukraine đã bị máy bay không người lái UAV trong biên chế các lực lượng vũ trang Moscow theo dõi trước khi những nơi này bị tập kích bằng tên lửa hoặc pháo binh. Hãng tin RT của Nga nhận định, các đòn tập kích trên của quân đội Nga được thực hiện để trả đũa việc các nhóm dân quân chống Moscow, gồm quân đoàn tự do Nga, tiểu đoàn Siberia và quân đoàn tình nguyện Nga gần đây đã mở một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tỉnh Bengorod và Kursk của Nga. Trong khi đó, Tờ Financial Times của Mỹ đưa tin rằng Washington đã kêu gọi Kiev ngừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga vì lo ngại giá dầu toàn cầu tăng cao. Được biết, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái sản xuất trong nước để tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga kể từ đầu năm. Các cuộc tấn công khiến Nga buộc phải đóng cửa một số nhà máy lọc dầu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ, chiếm khoảng 12% công suất lọc dầu của Moscow. Các cuộc tấn công cũng góp phần khiến giá dầu tăng vọt gần 4% kể từ ngày 12 tháng 3. Ukraine sắp nhận vài trăm nghìn quả đạn pháo, song lô hàng không đến từ Mỹ hay bất cứ trụ cột nào khác của NATO, thay vào đó là Séc. Séc, quốc gia với khoảng 10 triệu dân nằm giữa Đức và Ba Lan, là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất. Bằng cách sử dụng các mối quan hệ từ thời chiến tranh lạnh, Séc thu mua khoảng 800.000 quả đạn pháo từ nhiều bên và xác định khoảng 700.000 quả đạn khác có thể mua thêm. Số đạn pháo mà Séc đã thu mua gồm 300.000 quả theo chuẩn Liên Xô và Nga, cùng nửa triệu quả theo chuẩn NATO các quan chức Séc cho biết họ cần 3,3 tỷ đô la Mỹ để mua tổng cộng 1,5 triệu quả đạn phá cho Ukraine, con số nhỏ hơn nhiều lần gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ đang mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ. Các chuyến hàng có thể lên đường tới Ukraine trong thời gian tới, theo các quan chức Séc. Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu đạn dược và nhân lực, buộc quân đội nước này phải rút lui ở nhiều nơi trước những đợt tiến công dồn dập của Nga. Trước đó, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc thông báo đã nhận được sự hỗ trợ từ Canada, Đan Mạch và các quốc gia khác nhằm tài trợ mua gấp hàng trăm nghìn quả đạn pháo từ các nước thứ ba để gửi đến Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc, Jana Serochova xác nhận thông tin trên khi tiết lộ có những quốc gia khác cùng tham gia tài trợ với điều kiện là họ sẽ không được đề cập đến. Tổng thống Cộng hòa Séc, Petr Pavel đã đưa ra sáng kiến do Praha dẫn đầu nhằm tìm nguồn cung ứng đạn dược từ các quốc gia khác để viện trợ khẩn cấp cho quân đội Ukraine. Theo ông, Cộng hòa Séc đã tìm được nguồn cung cấp 500.000 quả đạn 155mm và 300.000 quả đạn 122mm có thể được giao trong vài tuần nếu nguồn tài trợ được đảm bảo. Tuy nhiên, Tổng thống paven không tiết lộ thông tin về nguồn tài trợ, cũng như không nêu rõ giá trị của lô hàng này. Trong khi đó, truyền thông châu Âu đưa tin các quốc gia ở lục địa già đang tìm cách huy động 1,5 tỷ đô la Mỹ tài trợ khẩn cấp để cung cấp đạn dược cho Ukraine, theo kế hoạch của Cộng hòa Séc. Còn hãng CBC của Canada trích dẫn các nguồn tin xác nhận, Ottawa có thể đóng góp tới 30 triệu đô la Canada, khoảng 22,3 triệu đô la Mỹ nguồn cung cấp đạn dược đã trở thành vấn đề quan trọng đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong khi đó, Liên minh châu Âu-EU nhiều khả năng không đạt được mục tiêu gửi cho Ukraine một triệu quả đạn pháo vào tháng 3. Nga đã nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng chuyển vũ khí cho Ukraine, khẳng định chính sách viện trợ quân sự liên tục này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột. Moscow đã nhiều lần tuyên bố tất cả vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine đều là mục tiêu chính đáng để Nga phá hủy hoặc thu giữ. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh song phương kéo dài 10 năm. Bộ phận báo chí thuộc văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, theo thỏa thuận được ký tại miền Tây Ukraine, Copenhagen sẽ cung cấp 8,5 tỷ euro, khoảng 9,2 tỷ đô la Mỹ cho Kiev dưới dạng hỗ trợ quân sự và nhân đạo trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028, bao gồm 1,8 tỷ euro viện trợ quân sự trong năm 2024. Đặc biệt, Đan Mạch sẽ hỗ trợ những nỗ lực xây dựng và tăng cường các lực lượng không quân và phòng không, gồm phi đội máy bay chiến đấu F-16, an ninh trên biển, ra phá bom mìn, công nghệ máy bay không người lái, cũng như tiến trình phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Đan mạch là quốc gia đầu tiên ngoài nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 ký thỏa thuận an ninh với Ukraine. Trong cuộc họp chính phủ Ukraine hồi tháng 1, thủ tướng Denis Mihan tuyên bố sản lượng công nghiệp quốc phòng của nước này năm 2023 tăng 3 lần so với trước xung đột và dự kiến tăng gấp 6 lần năm nay. Các nhà máy Ukraine đang gấp rút chế tạo đạn pháo, đạn cối, phương tiện quân sự, tên lửa và những vật tư quân sự thiết yếu khác cho xung đột. Sản xuất vũ khí trong nước của Ukraine chưa đủ để bù đắp nguồn viện trợ đang chững lại từ phương Tây, nhưng chúng đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đối với một số khí tài quan trọng như phương tiện không người lái, Ukraine đã sản xuất và đáp ứng tới 90% những gì quân đội nước này cần. Theo Bộ trưởng Chuyển đổi số Mikhailo Fedorov, trong số này có máy bay không người lái UAV tầm xa từng tập kích các cơ sở dầu khí nằm sâu trong lãnh thổ nga cùng xuông cảm tử gây thiệt hại không nhỏ cho hạm đội biển đen ukraine đang tự chế tạo súng cối cùng đạn pháo 122 mm 152 mm theo chuẩn liên xô các công ty nước này cũng đang tìm cách đáp ứng nhu cầu đạn pháo 155 mm chuẩn nato vốn dùng cho những khẩu pháo mà phương tây viện trợ tuy nhiên dây chuyền đạn pháo 155 mm của ukraine khó lòng bắt đầu hoạt động vào nửa đầu năm nay Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định sản xuất trong nước là chìa khóa để Ukraine duy trì năng lực quốc phòng. Đây là lối thoát, ông Zelensky nói khi đề cập về kỳ vọng phát triển toàn diện ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine nhằm chấm dứt xung đột. Sau khi Liên Xô sụp đổ, ngành công nghiệp vũ khí ở Ukraine thực sự bị thu hẹp. Nhiều năm quản lý yếu kém và tham nhũng, cùng với thực tế là phần lớn ngành công nghiệp này tập trung vào khách hàng Nga, đồng nghĩa với việc Ukraine phải tìm kiếm mọi thứ từ nước ngoài, từ đạn đến máy bay chiến đấu. Giờ đây, sau hơn 2 năm xung đột toàn diện, Ukraine cần mọi thứ từ những mặt hàng chủ lực như đạn dược cho đến các loại vũ khí phức tạp như hệ thống tên lửa tầm xa, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine, Oleksandr Kamysyn, tháng trước cho biết, nước này đã triển khai một tên lửa nội địa có tầm bắn hơn 600 km, nhưng không cung cấp chi tiết. Các quan chức này cho biết, các hệ thống phòng không và tên lửa có độ chính xác cao, tương tự hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất cũng đang được phát triển. Nhưng các hệ thống công nghệ cao mà Kiev cần cho xung đột đang diễn ra với Nga còn lâu mới được sản xuất ở Ukraine. Ông Poliviani, đồng thời là giám đốc Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, bao gồm hơn 50 nhà thầu tư nhân cho biết, để làm chủ được một cơ sở sản xuất như vậy, để xây dựng được một cơ sở sản xuất như vậy, phải mất nhiều thập kỷ. Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã bị thất thế ở phía đông khi họ phải vật lộn với số lượng đạn pháo và thậm chí cả nhân lực ngày càng giảm. Tình hình có thể sớm trở nên tồi tệ hơn với việc tình báo Mỹ dự đoán Ukraine có thể cạn kiệt tên lửa phòng không vào cuối tháng này. Tuần trước, EU đã phê duyệt gói hỗ trợ quân sự trị giá 5 tỷ đô la Mỹ và chính quyền tổng thống Joe Biden thông báo rằng họ sẽ gửi 300 triệu đô la Mỹ viện trợ. Điều này có thể thực hiện nhờ những khoản tiết kiệm ngoài dự kiến trong các hợp đồng của lầu năm góc dành cho Ukraine. Và một sáng kiến của Cộng hòa Séc hy vọng sẽ bắt đầu gửi khoảng 800.000 quả đạn pháo cho Kiev trong những tuần tới. Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết họ không thể tiết lộ số liệu chính xác về sản lượng sản xuất của mình vì vấn đề an ninh. Nhưng một loạt các hạn chế, từ việc thiếu nguồn tài chính cho đến việc tìm đủ thuốc nổ, đang ngăn cản ngành công nghiệp Ukraine tăng cường sản xuất. Theo hãng tin TASS của Nga, bộ phận phụ trách báo chí của chính quyền tỉnh Samara thuộc Nga dẫn lời tỉnh trường Samara, ông Dmitry Azarov nói rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào hai nhà máy lọc dầu trong khu vực đã được thực hiện. Một đơn vị lọc dầu chính đã bốc cháy tại nhà máy lọc dầu Kuybyshev. Trong khi đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào Novo Kubišep, một nhà máy lọc dầu khác trong tỉnh Samara, đã bị đẩy lùi và không có thiệt hại. Ông Azarov cho biết vụ việc được thực hiện trong bối cảnh Ukraine tăng cường đáng kể các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga trong thời gian qua, phóng nhiều máy bay không người lái UAV tầm xa tấn công các nhà máy lọc dầu lớn của Nga, dẫn đến việc tạm ngừng sản xuất tại một số nhà máy. Trước đó, Mỹ đã hối thúc Ukraine ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công như vậy có nguy cơ đẩy giá dầu tăng cao và khiêu khích các hành động đáp trả. Những cảnh báo liên tục từ Washington đã được chuyển tới các quan chức cấp cao của Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine, SBU, và Cơ quan Tình báo Quân sự, GUR. Cả hai đơn vị tình báo này đã mở rộng các chương trình UAV nhằm tấn công các mục tiêu của Nga trên đất liền, trên biển và trên không kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Một nguồn tin cho biết, Nhà trắng ngày càng thất vọng với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa và các cơ sở lưu trữ trên khắp miền tây nước nga, làm tổn hại đến năng lực sản xuất dầu của nước này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói: "Chúng tôi không khuyến khích hay tạo điều kiện cho các cuộc tấn công vào trong lãnh thổ của nga. Ukraine đã tăng cường các cuộc không kích trong những tuần gần đây khi chương trình UAV của nước này mở rộng và cuộc giao tranh trên bộ dịch chuyển theo hướng có lợi cho Moscow." Điều này cũng diễn ra giữa bối cảnh Kiev gia tăng bất mãn về cách tiếp cận mâu thuẫn của phương Tây nhằm hạn chế nguồn thu từ năng lượng của Moscow. Một quan chức Ukraine thừa nhận mục tiêu của các kế hoạch đặc biệt này là cản trở nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga và cắt giảm nguồn ngân sách cho những nỗ lực chiến đấu của Moscow. Kiev cũng muốn giáng một đòn mang tính biểu tượng bằng cách đưa xung đột đến gần Moscow, cũng như cho thấy các hệ thống phòng không của đối thủ có thể bị thâm nhập. Về phía Ukraine, Phó Thủ tướng Ukraine Olha Stefanistina đã nhấn mạnh các nhà máy lọc dầu của nga là mục tiêu hợp pháp của lực lượng ukraine theo reuters chúng tôi hiểu lời kêu gọi của các đối tác mỹ nhưng đồng thời chúng tôi đang chiến đấu với khả năng nguồn lực và cách thức mà chúng tôi có bà stepanitsina phát biểu tại diễn đàn an ninh kiev còn về phía nga khi được hỏi về lời kêu gọi trên phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov nhấn mạnh đây là vấn đề của mỹ chúng tôi muốn mỹ kêu gọi chế độ kiev từ bỏ bản chất của mình và trên hết là từ bỏ các hoạt động chống lại các mục tiêu dân sự và nhà ở Kể từ khi xung đột Nga Ukraina nổ ra từ năm 2022, các công ty phương Tây vẫn mua hàng trăm triệu đô la Mỹ titan từ một công ty Nga. Điều này cho thấy phương Tây vẫn phụ thuộc vào Nga về một số sản phẩm nhất định và không thể cắt đứt quan hệ kinh tế với Moscow. Các nhà phân tích trong ngành công nghiệp hàng không và quốc phòng cho biết, đối với trường hợp titan, sự phụ thuộc của phương Tây vào Nga làm gia tăng lo ngại về an ninh vì kim loại này đóng vai trò rất quan trọng không chỉ trong việc sản xuất cả máy bay thương mại mà cả máy bay quân sự. Cho đến nay, công ty Titan VSMPO Avisma của Nga vẫn chưa bị Mỹ hoặc Liên minh châu Âu EU trừng phạt mặc dù thuộc sở hữu một phần của Rostec, tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Nga. Rostec sở hữu hàng trăm công ty con và đang chịu lệnh trừng phạt của cả Mỹ và EU. Ukraine là quốc gia duy nhất trừng phạt công ty VSMPO. Tháng 9 năm 2023, Bộ Thương mại Mỹ đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với VSMPO, tuyên bố rằng công ty này trực tiếp tham gia và sản xuất các sản phẩm Titan cho quân đội cũng như các cơ quan an ninh của Nga. Tuy nhiên, những biện pháp kiểm soát đó cấm xuất khẩu hàng hóa cho VSMPO, chứ không cấm Mỹ nhập khẩu Titan từ công ty Nga. Tầm quan trọng của Titan đến từ nhiều yếu tố, cứng như thép nhưng nhẹ hơn đến 45%, có khả năng chịu nhiệt và chống ăn mòn tốt. Nó được gọi là vật liệu máy bay vì tầm quan trọng chưa thể thay thế trong ngành công nghiệp chế tạo sản phẩm này. Các hãng sản xuất máy bay phương Tây đã phụ thuộc vào Titan từ Nga trong hàng chục năm qua. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ âm thầm nhập Titan từ Liên Xô dù quan hệ hai bên trong tình trạng leo thang căng thẳng. Cho đến năm 2022, VSMPO vẫn cung cấp khoảng 1 phần 3 sản lượng Titan cấp độ cao cho ngành hàng không trên toàn cầu. Chỉ sau khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm 2022, các công ty phương Tây mới bắt đầu cắt đứt những mối quan hệ này. Đáng kể nhất, Uran Boeing Manufacturing, một liên doanh giữa Boeing và VSMPO đã bị hủy bỏ vào năm 2022. Trong một tuyên bố, Boeing cho biết họ hiện sử dụng nguồn cung cấp Titan ở Mỹ. Tuy nhiên, các nhà cung cấp lớn cho Boeing vẫn tiếp tục mua Titan của Nga. Tập đoàn Safran của Pháp chuyên sản xuất động cơ và thiết bị hạ cánh cho các công ty hàng không vũ trụ, bao gồm cả Boeing, đã tăng lượng nhập khẩu Titan từ Nga trong năm 2022, Titan nhập từ Nga có động cơ Lip 1B do Safran sản xuất. Động cơ này được sử dụng trong máy bay của cả Boeing và Airbus. Các nhà phân tích cho rằng các công ty phương Tây đang gặp khó khăn trong việc tìm nhà cung ứng thay thế VSMPO, một người Mỹ từng làm việc với VSMPO tháng 2 năm 2022 cho biết, chi phí sản xuất nói chung của Nga thấp hơn, do đó VSMPO có thể đưa ra mức giá rẻ hơn. Mặc dù Mỹ không có lệnh trừng phạt nào cấm mua titan của Nga cho mục đích thương mại, nhưng việc sử dụng kim loại đặc biệt này cho quân đội vẫn được quy định. Theo quy định, Bộ Quốc phòng phải tìm titan và hợp kim titan từ các nguồn của Mỹ hoặc các quốc gia đủ tiêu chuẩn khác, thường là các thành viên NATO hoặc các đồng minh khác của Mỹ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Jurgensen cho biết Nga không phải là một quốc gia đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, các quy định rất phức tạp. Jeff Green, một nhà vận động hành lang và cựu thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện, chỉ ra rằng các công ty thương mại vẫn được phép mua kim loại từ các quốc gia không đủ tiêu chuẩn để sử dụng cho các mặt hàng lưỡng dụng miễn là họ cũng mua một tỷ lệ nhất định kim loại do Mỹ sản xuất. Cho đến năm 2023, Mỹ vẫn chưa ban hành quy định nào về việc một quốc gia đủ điều kiện có thể mua hàng từ đâu và Nga có thể chuyển vật liệu qua các quốc gia đối tác như vậy. Trong khi đó, Liên minh châu Âu không có hạn chế về việc tìm nguồn cung ứng kim loại đặc biệt cho các mặt hàng quân sự. Mặc dù các công ty Titan của Mỹ có thể tạo ra kim loại cấp độ phù hợp để sử dụng trong các linh kiện máy bay, nhưng sau khi đóng cửa vào năm 2020, họ phụ thuộc vào xốp Titan nhập khẩu. Khoảng 80% xốp Titan được sử dụng ở Mỹ đến từ Nhật Bản, nhưng Tokyo vẫn đang phải vật lộn để theo kịp nhu cầu. Các nhà sản xuất Titan của Mỹ đều nhận thấy nhu cầu tăng gấp đôi, nhưng họ sẽ cần sự trợ giúp của chính phủ để khởi động lại đủ hoạt động sản xuất xốp Titan tại Mỹ. Willyshi giáo sư chuyên về sản xuất tại trường kinh doanh Harvard cho biết, ngành công nghiệp Titan của Mỹ chắc chắn có thể lấp đầy khoảng trống trên thị trường toàn cầu do VSMPO để lại. Nhưng điều đó sẽ đòi hỏi đầu tư đáng kể và có thể phải áp dụng các công nghệ mới để tạo ra các sản phẩm sạch hơn, Titan hiệu quả hơn. Ông Xi nói, chúng tôi có xu hướng tập trung vào ngắn hạn và tập trung vào giá cả. Nhưng nếu thực sự coi đây là chiến lược thì phải theo một cuộc chơi lâu dài. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 24 tháng 3, Nga phát hiện một nhóm mục tiêu trên biển Barents hướng về biên giới Liên bang Nga. Tiêm kích MiG-31 thuộc lực lượng phòng không phản ứng nhanh đã xuất kích để nhận dạng và ngăn mục tiêu xâm phạm biên giới Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm mục tiêu được xác định là hai oanh tạc cơ chiến lược B-1B của Không quân Mỹ. Hai chiếc B-1B sau đó quay đầu rời đi, còn tiêm kích MiG-31 trở về căn cứ an toàn. Vào cuối năm 2023, Nga từng phát hiện một máy bay không người lái trinh sát Global Hawk của Mỹ tiếp cận biên giới Liên bang ở khu vực biển Đen. Theo đó, Nga đã điều động máy bay chiến đấu Su-27 xuất kích. Bộ Quốc phòng Nga thông tin vào thời điểm đó, để xác định mục tiêu trên không và ngăn chặn vi phạm biên giới Nga, một máy bay chiến đấu Su-27 đã cất cánh. Phi hành đoàn trên máy bay chiến đấu Nga đã xác định mục tiêu trên không là máy bay không người lái trinh sát RQ-4B Global Hawk của không quân Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, khi bị máy bay chiến đấu Nga tiếp cận, máy bay không người lái của Mỹ đã rời khỏi khu vực biên giới. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định hoạt động của máy bay chiến đấu Su-27 tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về không phận trên vùng biển trung lập và tuân thủ các biện pháp an toàn. Trước đó, Không quân Nga cũng đã điều tiêm kích Su-27 chặn UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trên Biển Đen. Lâu năm góc thời điểm đó đã cáo buộc hai tiêm kích Su-27 xả nhiên liệu và va chạm vào UAV MQ-9 Reaper của Mỹ, khiến chiếc UAV này rơi xuống Biển Đen. Tuy nhiên, giới chức Nga phủ nhận cáo buộc trên và cho rằng phi cơ Mỹ tắt thiết bị phát đáp cơ động ngoặt gấp và tự rơi sau khi mất lái. Sau sự cố, Lầu Năm Góc đã quyết định định tuyến lại hoạt động UAV do thám của nước này trên Biển Đen, nhằm tránh xung đột trực tiếp với các lực lượng Nga đã hạn chế việc thu thập thông tin tình báo về cuộc khủng hoảng Ukraine. Bên cạnh đó, công ty năng lượng nhà nước Ukraine, Naftogaz, cho biết một cuộc tấn công tên lửa của Nga đã đánh trúng kho lưu trữ khí đốt dưới lòng đất của Ukraine. Tuy nhiên, Naftogaz cho hay vụ tấn công sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho người tiêu dùng Ukraine. Trước đó ở chiều ngược lại, Ukraina từng nhiều lần tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, cụ thể là nhắm vào các cơ sở dầu mỏ. Ukraina không chỉ cố gắng làm gián đoạn nguồn cung của quân đội Nga, mà còn nhắm vào các tài sản tạo ra doanh thu đáng kể để hỗ trợ cơ hoạch quân sự của Moscow. Các chuyên gia cho rằng đây là nỗ lực của Ukraina nhằm gây trở ngại cho khả năng quân sự của Nga bằng cách nhắm vào các cơ sở cung cấp nhiên liệu cho xe tăng, chiến đấu cơ và các phương tiện quân sự quan trọng khác. Bà Olena Lapenko một chuyên gia về an ninh năng lượng tại DC Group của Ukraine cho hay, tấn công vào các kho dầu sẽ làm gián đoạn tuyến hậu cần và làm chậm các hoạt động chiến đấu. Việc làm gián đoạn những nguồn cung này là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm đối phó với Nga trên chiến trường. Bà cũng cho biết, Nga đã kiếm được hơn 400 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu dầu mỏ từ khi xung đột nổ ra. Nga cũng phần nào né được các biện pháp trừng phạt quốc tế bằng cách sử dụng các dịch vụ tài chính thay thế và thậm chí một số nhà quan sát cho rằng Moscow đã đầu tư vào một đội tàu bóng tối để xuất khẩu dầu một cách bí mật. Những cuộc tấn công này có vai trò quan trọng với Ukraine khi nước này đang tìm cách gây thiệt hại cho đối phương khi chiến tuyến đang bế tắc. Không có đủ vũ khí và quân số để giành lại thế chủ động trên thực địa, Kiev ngày càng chuyển sang chiến thuật du kích nhằm làm gián đoạn kế hoạch của Nga, trong đó có các hoạt động phá hoại cơ sở hạ tầng đường sắt và kho đạn dược. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố thành lập đội tàu sông Dnipro và lữ đoàn tàu sông mới nhằm tăng cường khả năng chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trong thế kỷ 20, các đội tàu Doniep đã đóng vai trò quyết định trong lịch sử Nga và Liên Xô với Hồng Quân, Bạch Quân và các lãnh đạo địa phương sử dụng tàu rộng rãi cho các chiến dịch trên khắp khu vực. Sau này trở thành Ukraine thuộc Liên Xô từ năm 1919 đến năm 1920 trong quá trình nội chiến. Năm 1943, trong các cuộc phản công của Liên Xô chống lại Đức Quốc xã, đội tàu Doniep được tái lập đóng vai trò quan trọng trong việc giải phóng Ukraine và Belarusia, tức Belarus, tham gia chuyển quân, thực hiện các cuộc đổ bộ và phòng thủ trước các hoạt động phản công của đối phương. Bị giải tán sau chiến tranh thế giới thứ hai do biên giới giữa Liên Xô với vùng đệm của khối phía đông và khối phía tây đã di chuyển hơn 1.500 km về phía tây tới sông Elbi, đội tàu đồn IEP đã không hoạt động trong suốt chiến tranh lạnh và những thập kỷ đầu tiên của thời hậu chiến tranh lạnh, cho đến khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, một quân đoàn, một sư đoàn súng trường cơ giới, đội tàu sông Dniep và một lữ đoàn tàu sông cho đội tàu đã được thành lập theo quyết định của Tổng tư lệnh tối cao. Ông Shoigu không chia sẻ bất kỳ thông tin chi tiết nào về các tàu hoặc cơ cấu lực lượng của đội tàu mới. Giới quan sát đang cố tìm hiểu liệu loại thiền nào có thể hoạt động trên sông Dniep, nơi tạo thành đường liên lạc trên một khu vực rộng lớn của mặt trận ở Kherson và Zaporizhia, từ hồ chứa nước Kakhovka rộng lớn đến cửa biển đen. Hải quân hiện đại của Nga có một loạt tàu tuần tra, tàu quét mìn và tàu đổ bộ có kích thước và lượng giãn nước tương tự. Từ tàu quét mìn lớp Raptor 43 tấn và tàu quét mìn lớp Kurun thuộc dự án 1258 có lượng giãn nước 91 tấn và tàu đổ bộ cao tốc BK-16 mới nặng 22 tấn. Alexander Batos, chuyên gia tại Học viện Khoa học Quân sự Nga và nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích và Đánh giá Quân sự Ngoại giao cho biết, tôi hy vọng đội tàu sẽ được trang bị súng máy và đại bác, đồng thời bao gồm các bệ phóng tên lửa đất đối đất không điều khiển để thực hiện các hoạt động chống lại các mục tiêu trên mặt đất cũng như các hệ thống tên lửa phòng không để chống lại các mục tiêu trên không. Ông Batos giải thích thêm rằng, việc thành lập đội tàu sông Dniep có liên quan đến nhu cầu tăng cường lực lượng của Nga ở hướng Tây Nam, nơi tình hình vẫn phức tạp trong bối cảnh hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine. Ngoài ra, việc đẩy nhanh quá trình thành lập căn cứ mới của NATO ở Rumani làm dấy lên những lo ngại nhất định và tạo ra tình hình khó khăn ở phía Tây Biển Đen và sông Dniep, con sông lớn quan trọng nhất chảy vào Biển Đen chuyên gia quân sự batos hy vọng nhiệm vụ của đội tàu sẽ bao gồm ngăn chặn các hoạt động đổ bộ phá hoại và trinh sát của đối phương cũng như hỗ trợ lực lượng mặt đất của nga đặc biệt là trong việc chống lại máy bay không người lái của đối phương ông batos cũng không loại trừ khả năng sử dụng đội tàu này cho các nhóm triển khai lực lượng nga cho các hoạt động đặc biệt ở phía sau tiền tuyến trên chiến trường ukraina hỗ trợ hỏa lực từ bờ sông rnip cũng như vận chuyển đạn dược và các vật tư khác cho các đơn vị theo ông đây là một bước đi quan trọng nhằm củng cố vị thế của nga trong hoạt động chiến đấu đường thủy theo ông Dmitry Zavoronkov, chuyên gia quân sự về hải quân và đóng tàu quân sự Nga, ý tưởng thành lập đội tàu sông Dniep để đảm bảo an ninh cho các hoạt động của Nga ở các khu vực xung quanh đã xuất hiện từ mùa xuân năm 2022. Ý tưởng này đã xuất hiện ngay từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự vì ở một số khu vực đường liên lạc nằm dọc theo sông Dniep. Có ý kiến cho rằng đội tàu này phải được thành lập từ 2 năm trước, thậm chí trước cả vụ nhà máy thủy điện Kakhovka bị phá hủy. Theo ông, quyết định này là một quyết định hoàn toàn đúng đắn đường dây liên lạc chạy dọc theo sông Dniep đến tận ngoại ô thành phố Zaporizhia. Chuyên gia hải quân nhấn mạnh rằng trong bối cảnh cuộc xung đột UAV diễn ra rất khốc liệt, Nga phải dành những nguồn lực đáng kể để bảo vệ bất kỳ tàu nào trong đội tàu và thành lập hạm đội tàu không người lái của riêng Nga. Ukraine tuyên bố đã đánh trúng hai tàu đổ bộ lớn của Nga trong cuộc tấn công thành phố Sevastopol ở Crimea cuối ngày 23 tháng 3, dạng sáng 24 tháng 3. Hai tàu đổ bộ lớn bị đánh trúng thuộc lớp Ropucha mang tên Azov và Yaman một trung tâm liên lạc và nhiều cơ sở hạ tầng thuộc hạm đội biển đen Nga tại bán đảo này. Trang The Kiev Independent dẫn thông tin trên trang web hạm đội biển đen của Nga cho biết tàu Yaman có thủy thủ đoàn 98 người, trong khi tàu Azov có 87 người thuộc lữ đoàn tàu đổ bộ 197 và đang được sử dụng cho các cuộc tập trận, huấn luyện của hạm đội. Theo Reuters, thông báo không nói rõ Ukraine đã sử dụng vũ khí gì và chưa rõ mức độ thiệt hại của các tàu. Nga cũng chưa đưa bình luận về thông tin tàu chiến bị tấn công. Trước đó, Thống đốc Sevastopol, ông Mikhail Rasvozhaev, một quan chức do Nga bổ nhiệm cho biết Ukraine đã bắn nhiều tên lửa vào thành phố cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea. Ông nói rằng thành phố này đã hứng chịu nhiều đợt tấn công bằng tên lửa của Ukraine. Ông Rasvozhaev thông tin một tên lửa đã bắn trúng tòa nhà văn phòng ở thành phố, trong khi một quả tên lửa khác đã bắn trúng khu dân cư 5 tầng, đồng thời cho biết lực lượng phòng thủ mặt đất của Nga đã bắn hạ hơn 10 tên lửa thành phố Sevastopol có căn cứ hải quân quan trọng và trụ sở của hạm đội biển đen của Nga. Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine GUR Kirill Buranov cho biết Kiev đang chuẩn bị cho một chiến dịch nghiêm túc ở bán đảo Crimea. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố bán đảo Crimea sẽ trở thành mục tiêu lớn nhất trong kế hoạch quân sự của Kiev trong năm 2024. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Kiev có thể tăng cường tấn công Crimea cô lập bán đảo này bằng cách phá hủy cây cầu cớt nối liền Crimea với đất liền Nga. Để thực hiện mục tiêu này, ông Zelensky một lần nữa yêu cầu tên lửa hành trình tầm xa Taurus do Đức sản xuất, vũ khí mà Berlin cho đến nay đã từ chối cung cấp ngay cả sau khi Pháp và Anh cung cấp cho Kiev tên lửa Storm Shadow. Trong một báo cáo gần đây, tình báo quân đội Ukraine cho biết Nga đang di rời hạm đội biển đen từ Crimea sang cảng Novorossiysk ở xa hơn để đảm bảo an toàn giữa các cuộc tấn công của Ukraine bộ trưởng bộ quốc phòng nga sergei shoigu gần đây có chuyến thăm sevastopol và nói rằng các tàu trong hạm đội nên được trang bị súng máy hạng nặng để phá hủy các tàu tự hành không người lái của ukraine crimea có tầm quan trọng đặc biệt về chiến lược và quân sự với cả nga và ukraine kể từ khi giành quyền kiểm soát giải lãnh thổ dọc theo bờ biển phía nam của ukraine trong những ngày đầu cuộc xung đột moscow đã tìm cách sử dụng tuyến đường hậu cần dọc theo cầu đất liền nối lục địa nga đi qua các vùng lãnh thổ do nước này chiếm giữ ở ukraine tới bán đảo crimea đây cũng là khu vực Moscow tập trung phòng thủ mạnh nhất. Trong năm 2022 và 2023, nhiều cây cầu huyết mạch tại Crimea đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công, làm gián đoạn tuyến đường tiếp vận nhu yếu phẩm của Nga đến và đi từ bán đảo này. Đáp lại các động thái trên, Moscow nhiều lần tuyên bố kích hoạt biện pháp phòng thủ mạnh mẽ để chặn đứng các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự và tài sản quan trọng ở Crimea. Nga đã triển khai một hệ thống phản radar hoạt động như mồi nhử để làm chạy hướng bất kỳ tên lửa dẫn đường nào nhắm vào các cây cầu thiết yếu tại Crimea. Ukraine vừa qua tuyên bố, quân đội đã tấn công hai tàu đổ bộ của Nga và một trung tâm liên lạc ở Crimea bằng tên lửa hành trình tầm xa do phương Tây cung cấp. Kênh Ocean Technical cho hay, có vẻ như ít nhất ba tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine vừa đâm vào trung tâm liên lạc lớn của hạm đội Biển Đen của Nga. Trong khi đó, thống đốc Mikhail Ravohayev người được Nga bổ nhiệm làm thống đốc thành phố cảng Sevastopol ở Crimea, cho biết trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Kiev đã phát động một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn trong đêm vào cảng Sevastopol của Crimea. Ngoài ra, ông Ravoyev viết trên kênh Telegram rằng một tên lửa nhắm trúng một tòa nhà văn phòng, trong khi mảnh vỡ của một tên lửa khác rơi xuống một tòa nhà chung cư 5 tầng. Các video chưa được xác minh đăng lên Telegram cho thấy những tia sáng rực rỡ trên bầu trời và một số vụ nổ lớn trên mặt đất. Một số thông tin chưa được xác nhận cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh trong cuộc tập kích. Báo The Sun đưa tin, vụ tấn công nhắm vào sân bay quân sự Benbeck của không quân Nga ở Crimea. Trong khi đó, một kênh Telegram chia sẻ rằng các tên lửa nhắm vào trung tâm liên lạc chính của hạm đội Biển Đen của Nga. Theo đài RT, Ukraine nhiều lần nhắm mục tiêu vào bán đọc Crimea, cố gắng tấn công các tài sản hải quân của Nga bằng tên lửa, máy bay không người lái và máy bay không người lái trên biển. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận. Trước đó vào tối hôm ngày 23 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đánh chặn 19 quả rocket được Ukraine phóng nhằm vào vùng Belgorod của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đây là rocket được phóng từ các hệ thống pháo phản lực phóng loạt RM-70 Vampir do Cộng hòa Xếp cung cấp cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, quân đội Nga vừa qua đã tiến hành đợt tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng Ukraine, làm ảnh hưởng đến khả năng sản xuất vũ khí và đạn dược của nước này. Theo đó, chỉ trong tuần qua, Quân đội nga đã thực hiện 49 cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao, bao gồm cả bằng tên lửa siêu thanh Kinzhan, vào các mục tiêu của Ukraine, bao gồm trung tâm chỉ huy, sân bay và cơ sở công nghiệp, kho chứa máy bay và xuồng không người lái, căn cứ hậu cần, cũng như các khu vực triển khai lực lượng Ukraine và lính quân sự tư nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Roski ngày 24 tháng 3 cho biết Ba Lan sẽ yêu cầu Liên bang Nga giải thích vụ xâm phạm không phận đồng thời kêu gọi Moscow dừng tập kích lãnh thổ Ukraine và tập trung giải quyết rắc rối trong nước. Động thái diễn ra sau khi giới chức Ukraine cùng ngày thông báo Nga đã tập kích tên lửa vào thủ đô Kiev và tỉnh miền Tây Lviv giáp với Ba Lan. Quân đội Ba Lan cho biết một tên lửa hành trình Nga bay qua làng Osedow, tỉnh Lublin, giáp với Ukraine dạng sáng ngày 24 tháng 3. Theo quân đội Ba Lan, tên lửa Nga bay với tốc độ khoảng 800 km h cách mặt đất 400 m và trong không phận Ba Lan 39 giây, trước khi trở lại phía bên kia biên giới. Bà Lan đã thông báo cho các đồng minh NATO về sự việc. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tập kích chính xác vào các cơ sở sản xuất điện và khí đốt Ukraine trong đêm ngày 23 tháng 3. Giới chức Nga chưa bình luận về động thái của Ba Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Lady Slow Kusiniak Kamis, nói nước này đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng không và không quân sau đợt tập kích lớn của Nga ở Ukraine. Ông Kusiniak Kamis thêm rằng tên lửa của Nga sẽ bị bắn hạ nếu có dấu hiệu cho thấy nó nhắm vào mục tiêu trên lãnh thổ Ba Lan. Đây không phải lần đầu tiên tên lửa Nga đi lạc sang lãnh thổ Ba Lan. Hồi tháng 12 năm 2023, quân đội Ba Lan đã phát hiện một quả tên lửa bay khoảng 40 km trong không phận nước này trước khi quay trở lại phía Tây hướng về Ukraine. Tướng Wieslaw Kukula, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ba Lan, cáo buộc đó là tên lửa do Nga phóng đi. Ông cho biết thêm rằng các máy bay chiến đấu đã xuất kích để đánh chặn tên lửa, song không thể tiếp cận kịp thời trước khi nó rời khỏi không phận của Ba Lan. Tuy nhiên, phía Warsaw không cung cấp được bằng chứng cho thấy quả đạn này có nguồn gốc từ Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khi đó cho biết NATO đang theo dõi tình hình ở Ba Lan, quốc gia thành viên của NATO. Ông Stoltenberg cho hay, tôi đã nói chuyện với Tổng thống Andrei Duda về sự cố tên lửa ở Ba Lan. NATO đoàn kết với đồng minh của mình, đang theo dõi tình hình và chúng tôi sẽ giữ liên lạc khi sự việc được xác minh. NATO vẫn đang cảnh giác. Nhà Trắng cũng thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến ở Ba Lan. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ba Lan, ra cách c của vật An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan bày tỏ tình đoàn kết của Mỹ với Ba Lan và cam kết hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết. Quân đội Ba Lan sau đó đã gia hạn tìm kiếm quả tên lửa chưa rõ nguồn gốc này ở tỉnh Lublin, Voivodeship. Mục đích của cuộc tìm kiếm là để xác nhận chắc chắn rằng không có bộ phận nào của tên lửa sót lại trên lãnh thổ Ba Lan ước tính khoảng 480 binh sĩ của lực lượng phòng vệ lãnh thổ đã tham gia sứ mệnh này. Đáng chú ý, một vụ tên lửa đi lạc khác từng xảy ra ở Ba Lan vào năm 2022, sau đó đã được xác định là do lỗi của hệ thống phòng không Ukraine. Ngày 24 tháng 3, một tên lửa của Nga đã bay qua không phận Ba Lan, tên lửa bay với vận tốc gần 800 km/h, đi vào không phận Ba Lan khoảng 2 km, sau đó ra khỏi không phận Quân đội Ba Lan chắc chắn 100% tên lửa Nga đã rời không phận. Sau đó, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập đại sứ Nga tại Warsaw để yêu cầu giải thích. Thời điểm đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak Kamis cho hay tất cả hệ thống phòng không, không quân của Ba Lan đã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đối phó với mối đe dọa có thể phát sinh. Các hệ thống này đã giám sát hơn 10 tên lửa bay về hướng tỉnh Lviv của Ukraine. Cùng với đó, Ba Lan cũng tuyên bố ý định tăng cường hiện diện quân sự ở phía đông, đặc biệt là ở các khu vực biên giới với Belarus, Nga, Litva và Ukraine. Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo đây sẽ là sự hiện diện thường trực nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Ông Kosiniak đã giải thích việc Ba Lan không bắn hạ những tên lửa này. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vật thể này đang hướng tới một mục tiêu nào đó nằm trên lãnh thổ, chúng tôi chắc chắn sẽ bắn hạ. Bên cạnh đó, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan Jacek Horisevsky nêu rõ phòng không Ukraine đã đánh giá rằng hầu hết tên lửa của Nga đều đến từ phía đông hoặc phía bắc. Vì vậy, các lực lượng Nga đã điều chỉnh hướng tấn công tên lửa nhằm đánh trúng các mục tiêu trong Ukraine từ hướng Tây, do đó tên lửa đã bay vòng qua lãnh thổ Ba Lan. Ông Horishevsky xác nhận quyết định không bắn hạ tên lửa là do Bộ Chỉ huy tác chiến trên đưa ra, giải thích rằng điều này dựa trên thông tin từ hệ thống radar của quân đội Ba Lan khi đánh giá về quỹ đạo, tốc độ và độ cao khi bay của tên lửa, cho thấy nó sẽ rời khỏi không phận của nước này. Theo ông Horisevsky, bắn hạ tên lửa sẽ gây rủi ro cho người dân địa phương vì tên lửa nặng hơn 2 tấn, trong đó đầu đạn nặng 400 kg. Sau khi tên lửa bị bắn hạ, các mảnh vỡ có thể rơi xuống lãnh thổ của chúng tôi. Tên lửa mà chúng tôi sử dụng để bắn hạ tên lửa Nga cũng sẽ rơi xuống bệnh viện hay trường học. Ông Horisevsky nhấn mạnh, nếu tên lửa bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan, quyết định bắn hạ có thể được đưa ra dựa trên sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu F-16 đang làm nhiệm vụ. Hồi tháng 12 năm 2023, Quân đội Ba Lan cũng cho biết một tên lửa Nga đã từng bay từ Ukraine vào không phận nước này rồi quay trở lại phía bên kia biên giới và cũng yêu cầu Moscow giải thích. Đại biện Nga tại Ba Lan Andriy Odas khi đó nói Ba Lan không đưa ra bằng chứng không phận nước này bị xâm phạm. Tháng 11 năm 2022, một tên lửa cũng rơi xuống làng Prezevodov ở đông nam Ba Lan, giáp biên giới Ukraine, khiến hai dân thường thiệt mạng. Ukraine cáo buộc đây là tên lửa của Nga tập kích Ba Lan, nhưng giới chức Ba Lan kết luận đây là quả đạn phòng không của Ukraine bay lạc. Urinform đưa tin trong bài phát biểu gần đây trước Hội đồng Châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố tài sản bị đóng băng của Nga nên được phân bổ để bảo vệ và khôi phục cuộc sống ở Ukraine trong năm nay. Ông Zelensky nói: "Chúng ta cần tiến bộ trong việc sử dụng hợp lý tài sản bị phong tỏa của Nga. Họ phải trả cái giá cao nhất cho cuộc xung đột. Điều này phù hợp với cả câu chữ và tinh thần luật pháp. Năm nay." chúng ta phải sử dụng tài sản của Nga để bảo vệ và khôi phục cuộc sống ở Ukraine. Theo tổng thống Zelensky, công bằng chỉ có thể đạt được khi cả tài sản của Nga và lợi nhuận từ chúng được dùng để hỗ trợ Ukraine mua vũ khí, ngăn chặn bị tấn công và tái thiết đất nước sau khi cuộc xung đột giữa hai bên kết thúc. Ông nhấn mạnh rằng Nga nên thấy rõ được cái giá phải trả khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine cũng như sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng. Sau khi xung đột Nga Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga đã bị đóng băng ở phương Tây. Các đồng minh của kiev đã thảo luận trong nhiều tháng qua để tìm ra cách hợp pháp cho việc sử dụng những tài sản này vào các nỗ lực tái thiết Ukraine. Gần đây, ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU, đã đề xuất sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga vì lợi ích của Ukraine. Nếu đề xuất này nhận được sự ủng hộ từ các nước thành viên EU, toàn bộ lợi nhuận sẽ được chuyển vào quỹ cơ sở hòa bình châu Âu và sau đó là chuyển đến Ukraine. Trong đó, 90% số tiền sẽ dành cho nhu cầu quân sự, 10% khác dành cho các chương trình phục hồi đất nước và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức Nga từng nhiều lần cảnh báo rằng việc EU dùng tài sản Nga đang bị đóng băng ở châu Âu để viện trợ Ukraine sẽ được xem là trộm cắp và sẽ phải chịu sự đáp trả tương tự từ Moscow. Phản ứng trước đề xuất trên của EU, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói người châu Âu nhận thức rõ về thiệt hại mà những quyết định này có thể gây ra cho nền kinh tế, hình ảnh và danh tiếng của họ, khi phải nói là họ là những người đảm bảo đáng tin cậy cho quyền bất khả xâm phạm của tài sản. Ông Peskov nói thêm, thiệt hại gây ra sẽ là điều không thể tránh khỏi. Những cá nhân tham gia vào các quyết định này, các quốc gia quyết định việc này, tất nhiên họ sẽ trở thành đối tượng bị kiện tụng trong nhiều thập kỷ. Hồi tháng 4 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh thiết lập cơ chế cho phép Moscow tạm thời tiếp quản tài sản nước ngoài ở Nga, phòng trường hợp các nước này có liên quan việc tịch thu tài sản Nga hoặc có hành vi đe dọa tài sản Nga ở nước ngoài. Dù đối diện hàng loạt cáo trạng, ông Trump vẫn được nhiều người Mỹ coi trọng vì nhiều lý do, trong đó trọng tâm là vấn đề kinh tế của nước này. Ông Donald Trump từng là tổng thống ít được yêu thích nhất và bị gần 2 3 người dân Mỹ chỉ trích vào thời điểm ông rời nhậm sở. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm, Mức độ yêu thích của công chúng dành cho ông đang ngày càng gia tăng. Qua hàng loạt cuộc thăm dò dư luận, tỷ lệ ủng hộ cựu tổng thống Trump dường như đã ổn định ở mức cao hơn 3 năm trước. Quan điểm về ông được cải thiện một cách khiêm tốn trong dư luận Mỹ nói chung, nhưng thực sự đã tăng đáng kể trong nhóm người Mỹ da màu, gốc Latin, cử tri trẻ tuổi và người thuộc tầng lớp lao động. Ngoài những thông tin về các bản cáo trạng mà ông Trump phải đối mặt, ông dường như không còn là gương mặt hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của công chúng như trước nữa. Ông cũng không còn thu hút chú ý với tư cách là người lãnh đạo đất nước sau một năm khủng hoảng và các sự kiện tranh cực của ông đều hướng đến những khán giả hay truyền thông bảo thủ. Việc giảm tần suất xuất hiện trên truyền thông có thể là một điều tốt với cựu Tổng thống Mỹ. Khi ông hạn chế được nguy cơ vạ miệng hay bị công chúng đánh giá tiêu cực vì những quan điểm gây tranh cãi, giới chuyên gia đánh giá. Bên cạnh đó, hồi tháng 2, thẩm phán Arthur Engoron đã ra phán quyết yêu cầu ông Trump nộp phạt 354,9 triệu đô la Mỹ sau khi phát hiện ra, ông cùng các con trai là Eric và Donald Trump Jr, cùng với các nhân viên của tập đoàn Trump Organization đã nói dối về giá trị tài sản trong các giao dịch. Tại New York, nếu kiếm tiền bằng cách lừa đảo, số tiền bất chính sẽ phải trả lại cho chính quyền bang. Trong trường hợp của ông Trump, thẩm phán Enron xác định ông Trump đã kiếm được hơn 350 triệu đô la Mỹ so với số tiền mà ông thu được nếu ông trung thực. Cộng thêm tiền lãi, khoản phạt lên tới 454 triệu đô la Mỹ. Theo quy định ông Trump không cần có một khoản tiền ngay để trả số tiền đó. Tuy nhiên, ông phải nhờ một công ty bảo hiểm bảo lãnh khoản tiền phạt với tòa án. Nhưng để làm điều này, ông Trump phải có tài sản chứng minh. Tuần trước, đội ngũ luật sư của ông Trump cho biết họ đã tiếp cận 30 công ty bảo hiểm nhưng đã bị từ chối vì họ không có sẵn 1 tỷ đô la Mỹ như các công ty bảo hiểm yêu cầu. Các hãng truyền thông ước tính trên thực tế, ông Trump có khoảng 300 triệu đô la Mỹ tài sản lưu động nhưng ông đã phải dành khoảng 100 triệu đô la Mỹ để đặt cọc kháng án trong vụ án dân sự liên quan Ezin Kron. Phần tiền còn lại nằm ở các tòa nhà và sân gôn. Mặc dù ông Trump có thể bán một tài sản, nhưng việc đó không thể làm ngay. Các ủy ban hành động chính trị của ông Trump đã chi hàng triệu đô la Mỹ cho phí pháp lý trước đó, nhưng họ khó có thể giúp ích gì cho ông trong trường hợp này vì luật tài chính tranh cử. Adam Pollock, cựu trợ lý tổng trưởng lý ở New York cho hay, ngay cả khi trong trường hợp bên bị kiện muốn bảo đảm kháng cáo, ngừng thi hành bản án, họ vẫn phải nộp toàn bộ số tiền. Luật quy định như vậy và đó là quy định chính sách mà tòa án bang đã đưa ra. Đối mặt với tình cảnh căng thẳng tài chính trước khoản phạt, ông Trump đã kêu gọi sự trợ giúp từ người ủng hộ trước viễn cảnh phải bán tháo tài sản để chi trả chi phí pháp lý. Ông Trump có thể kháng cáo lên tòa án cao nhất của New York. Nếu không, ông có thể nhờ một nhà hảo tâm hoặc cố gắng trì hoãn cho đến khi kiếm được tiền từ việc bán công ty truyền thông xã hội hoặc tệ hơn nữa là tuyên bố phá sản. Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng trưởng lý bang New York Lê Tita James nói rõ nếu ông Trump không trả tiền, bà sẽ đích thân tịch thu tài sản của ông. Tạp chí Forbes ước tính tài sản không phải dạng tiền mặt của ông Trump lên tới 3 tỷ đô la Mỹ. Theo quy định của luật pháp, tổng trưởng lý bang chỉ được tịch thu tài sản liên quan đến vụ án và có khoảng hai chục tài sản như vậy. Nếu quan chức có thể điều cảnh sát trưởng đến thi hành phán quyết, bà cũng có trong tay một số biện pháp để tìm cách thuyết phục ông Trump trả khoản phạt. Thứ nhất, bà có thể gửi cho ông Trump một thông báo hạn chế nhằm hạn chế chi tiêu trong các lĩnh vực khác cho đến khi ông đảm bảo được khoản tiền bảo lãnh. Xét về lý thuyết, Tổng trưởng Lý có thể cân nhắc vụ gian xếp nếu ông Trump viết một tấm xét trị giá khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo ông Pollock, không có lý do gì mà Tổng trưởng Lý Dêm làm vậy. Ngày 23 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật ngân sách chính phủ trị giá 1.200 tỷ đô la Mỹ. Dự luật đã được lưỡng viện quốc hội thông qua, và Tổng thống Biden ký duyệt cung cấp ngân sách hoạt động cho Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Lao động, Bộ Y tế và các dịch vụ dân sinh và Bộ Ngoại giao. Theo đạo luật này, chi tiêu quốc phòng tăng hơn 3%, trong khi chi tiêu phi quốc phòng tương đương ngân sách của năm tài khóa vừa qua. Ông chủ Nhà Trắng nói thêm, Hạ viện cần thông qua dự luật bổ sung về an ninh của lưỡng đảng càng sớm càng tốt để thúc đẩy an ninh quốc phòng. Và quốc hội cũng phải thông qua thỏa thuận an ninh biên giới lưỡng đảng, bao gồm những cải cách cứng rắn và công bằng nhất trong nhiều thập kỷ để đảm bảo chúng ta có các chính sách và nguồn kinh phí cần thiết cho khu vực biên giới, đã đến lúc phải thực hiện điều này. Được biết, Thượng viện Mỹ do Đảng Dân Chủ chiếm ưu thế đã thông qua dự luật này với tỷ số áp đảo 7424. Dự luật sẽ tài trợ hoạt động cho các cơ quan chính phủ, bao gồm Bộ An ninh Nội địa, Tư pháp, Kho bạc Nhà nước đến ngày 30 tháng 9. Cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh việc thông qua dự luật chi tiêu và cam kết tiếp tục làm việc với các nhà hoạch định chính sách để tiếp tục đạt được thỏa thuận giảm thuế cho các doanh nghiệp và gia đình có thu nhập thấp. Đây là lần thứ ba trong vòng một tháng, Tổng thống Biden ký duyệt dự luật ngân sách nhằm tránh chính phủ phải đóng cửa do thiếu kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, dự luật không bao gồm các khoản viện trợ quân sự cho Ukraine, Israel hoặc Đài Loan, vốn có trong một dự luật khác đã được Thượng viện đồng ý nhưng bị Hạ viện phớt lờ. Dù vậy, dự luật hiện tại bao gồm chi quốc phòng trị giá 886 tỷ đô la Mỹ cho lầu năm góc, trong đó có tăng lương cho quân nhân Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông sẽ ký vào dự luật này. Trước khi lưỡng viện Quốc hội Mỹ tiến tới đồng thuận về dự luật ngân sách, chính quyền Washington đã chật vật sống sót dựa vào bốn dự luật ngắn hạn. Bên cạnh đó, chính phủ liên bang hiện gánh chịu khoản nợ công gần 34.600 tỷ đô la Mỹ. Thượng nghị sĩ Susan Collins, Đảng Cộng hòa, một trong những nhân vật chủ chốt trong quá trình đàm phán chia sẻ. Dự luật này thực sự là về an ninh quốc gia, có đến 70% số tiền được thông qua dành cho quốc phòng, bao gồm các khoản đầu tư nhằm tăng khả năng sẵn sàng của quân đội cũng như nền tảng công nghiệp. Dự luật cũng tăng lương và phúc lợi cho các quân nhân dũng cảm và hỗ trợ những đồng minh thân cận nhất của chúng ta. Mới đây nhất ngày 9 tháng 3, Tổng thống Biden ký duyệt dự luật trị giá 460 tỷ đô la Mỹ nhằm cung cấp ngân sách hoạt động cho các hoạt động xây dựng quân sự, phát triển nước và cho bộ các vấn đề cựu chiến binh, bộ nông nghiệp, bộ thương mại, bộ tư pháp, bộ năng lượng, bộ nội vụ, bộ giao thông và bộ nhà ở và phát triển đô thị ngày 24 tháng 3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc giải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này. Thông qua vai trò trung gian của Qatar và Ai Cập, lực lượng Hamas và quân đội Israel đang đẩy mạnh đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận lệnh ngừng bắn trong vòng 6 tuần tới, để đổi lại sự tự do của 40 trong số 130 con tin vẫn đang bị Hamas bắt giữ ở Gaza. Hamas cũng bày tỏ mong muốn hàng trăm nghìn người palestine đã rời thành phố gaza và các khu vực xung quanh ở phía nam trong giai đoạn đầu xung đột được phép trở về miền bắc giải đất ven địa trung hải ban đầu phía israel đã bác bỏ đề nghị nêu trên tuy nhiên mới đây một quan chức israel cho biết chúng tôi hiện sẵn sàng thảo luận về khả năng trở về của một số người đi lánh nạn song không cung cấp thông tin về số lượng cụ thể cũng theo vị quan chức này Israel đã nhất trí trên nguyên tắc về việc trả tự do cho 700 đến 800 tù nhân Palestine để đổi lấy 40 con tin. Việc nhượng bộ dường như đã đáp ứng được yêu cầu của phía Hamas. Tuy nhiên, quan chức Israel cũng cảnh báo quyết định cuối cùng đều sẽ phụ thuộc vào số lượng tù nhân có liên quan đến các vụ tấn công gây thương vong. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tuyên bố việc cung cấp viện trợ vào giải Gaza, đòi hỏi Israel phải dỡ bỏ những rào cản và trở ngại. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ai Cập, Sameh Sokri, tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để giảm thiểu số người Palestine đang phải vật lộn để sống sót ở Gaza. Ông đã tới thăm cửa khẩu Rafah giáp với Gaza, nơi xung đột và bao vây kéo dài gần 6 tháng, khiến phần lớn người dân trong tổng số 2,4 triệu người ở vùng đất này phải di rời. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc coi cửa khẩu biên giới Rafah và sân bay En Arid của Ai Cập là huyết mạch thiết yếu để đưa viện trợ vào Gaza. Song huyết mạch đó đã bị tắc khi hàng dài xe tải bị kẹt ở phía Ai Cập. Ông nêu rõ người dân Palestine ở Gaza rất cần những gì đã được hứa hẹn, đó là làn sóng viện trợ chứ không phải viện trợ nhỏ giọt và biện pháp duy nhất để vận chuyển hàng hóa đáp ứng nhu cầu nhân đạo của Gaza là bằng đường bộ. Hiện ngày càng có nhiều lời kêu gọi Israel giảm bớt các hạn chế về viện trợ và mở thêm nhiều cửa khẩu vào Gaza, cũng như giảm thiểu các chiến dịch không kích và tấn công trên bộ vào Gaza. Ngày 24 tháng 3 giao tranh ác liệt đã nổ ra ở Gaza khi Israel tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch trên bộ ở cực nam nước này, bất chấp sự phản đối của Mỹ và các cuộc đàm phán đình chiến. Giao tranh đã bùng phát gần một tuần trong và xung quanh Ansifa, khu phức hợp bệnh viện lớn nhất Gaza, nơi ẩn náu của các bệnh nhân và người dân di tản. Song Israel cho đây là khu vực các tay súng Hamas đang ẩn náu. Hamas cho biết Israel đã tiến hành hơn 60 cuộc không kích và pháo kích vào Gaza, trung tâm đô thị phía nam Khan Yunis và một số khu vực khác trong một diễn biến liên quan một nguồn tin giấu tên cho biết người đứng đầu cơ quan tình báo trung ương mỹ cia binbers và người đồng cấp israel david banea đã rời qatar sau cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở gaza và thả con tin theo nguồn tin quan chức tình báo hai nước đã rời doha về nước để thông báo kết quả vòng đàm phán mới nhất vòng đàm phán này tập trung vào các chi tiết và tỷ lệ trao đổi con tin và tù nhân hiện các nhóm kỹ thuật vẫn ở doha trong thời gian qua các nhà hòa giải của mỹ qatar và ai cập đã nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn thứ hai giữa Israel và Hamas, cũng như trao đổi con tin lấy tù nhân. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết, Israel hôm qua đã bảo vệ thêm hai bệnh viện Al-Aman và Nasser ở thành phố Khan Yunis, phía nam giải Gaza. Xe tăng Israel được điều động xung quanh hai bệnh viện này với sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu từ trên không, sau khi quân đội Israel xác nhận có những tay súng đang sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự cho các hoạt động Quân đội Israel cũng yêu cầu sơ tán hoàn toàn nhân viên, bệnh nhân, người di tản khỏi cơ sở Al-Aman, đồng thời bắt đầu ném bom khói. Theo người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hakari, hiện các tay súng Hamas và tổ chức thanh chiến Hồi giáo Jihad vẫn đang còn cố thủ bên trong các khu bệnh viện Sifa. Các tay súng đã giao tranh với quân đội Israel từ bên trong cả phòng cấp cứu, hậu sinh của bệnh viện. Tuy nhiên, phía Hamas đã bác bỏ mọi tuyên bố họ sử dụng các bệnh viện cho các hoạt động quân sự. Thế giới quan ngại các hoạt động đột kích bảo vệ các bệnh viện của israel cho rằng điều này